Bạch sư cho con hỏi, sau này khi hết khóa tu trở lại với nhịp công việc với nhiều âm thanh ô nhiễm, nhiều tạp niệm xen vào, mong sư chỉ con cách luôn định tâm và thực hành được tốt nhất khi ở trong đời sống xã hội. Một người á mà tắm xong rồi thì cái việc mà họ cần làm là hãy giữ cho mình được sạch sẽ. Chứ còn thí dụ như một người ha đi ngoài đường bụi bặm về, mưa gió dữ dội bên ngoài nó ướt nhem rồi vừa dơ bẩn sình đất cát các thứ, về tắm rửa xong rồi thì ở trong nhà người ấy sẽ được an toàn. Còn người ấy mà hỏi thì bây giờ làm sao, bây giờ tôi muốn đi ra ngoài đường mà làm sao để cho tôi không có dơ bẩn, không có dính đất cát bùn sình nước mưa các thứ, thì xin thưa là khó lắm, khó lắm. Trừ khi một số điều kiện, thí dụ như là quý vị leo lên xe ô tô thì quả may, chứ còn không thôi làm sao mình có được sự bảo vệ toàn diện trước sự ô nhiễm mưa gió bên ngoài. Tương tự như vậy, tại sao mà các vị thánh cư sĩ không có xuất gia? Là tại vì các vị ấy đã là thánh rồi, là việc đã xong rồi, không còn bị tái ô nhiễm nữa. Còn chúng ta là hạng phàm phu, chưa có chứng thánh mà chúng ta nhào về với đời á, cái chuyện bị ô nhiễm đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ quý vị kêu phải làm sao thì sư chỉ có thể là khuyên, thứ nhất là ráng giữ giới, giữ giới cho trong sạch nha. Bằng mọi giá mình phải giữ được giới. Cái thứ hai á là trông chừng cái tâm của mình, thường xuyên để ý đến tâm của mình và thường xuyên để ý đến hơi thở của mình. Rồi thỉnh thoảng á thì nên đến chùa, dành một ngày ở chùa mình lo thực hành, mình ôm lại để làm sạch thân và tâm. Rồi khi nào có khóa thiền á thì thu xếp để quay trở lại. Sư ví von giống như là quý vị vào chùa để sạc pin vậy đó. Về đời nó xài mau hay chậm tùy người, mà xài cạn rồi thì cần phải vào chùa để sạc pin. Rồi như vậy đó, khi mà quý vị về á thì nó sẽ đỡ hơn. Còn nếu như muốn lúc nào pin cũng đầy thì ở luôn trong chùa.